Có thấy luật pháp Mỹ không? Làm mẹ mà đi chơi 10 ngày, đi khỏi nước Mỹ du lịch, để con ở trong nhà bỏ đói khát, và đứa nhỏ chết luôn. Bây giờ trở lại Mỹ bị bắt và ngồi tù suốt đời mãi mãi, bị cách ly với xã hội chung thân. Nếu mà đẻ con không nuôi thì đừng có đẻ, lo không nổi thì đem đi cho đi, để nhiều nhà giàu người ta cần con, người ta muốn con nó vừa có tương lai, nó có đảm bảo và bản thân khỏi bị vướng tay chân, chứ làm cái kiểu vậy chi rồi vô ngồi tù cả đời luôn đó. Thiệt tình đó, con của người ta đẻ ra mà chỉ 10 ngày đi chơi mà làm chết con còn ngồi tù chung thân. Còn cái bà Kim Loan đẻ con mà không lo cho con, để con từ nhỏ tới lớn, rồi hết chuyện này tới chuyện kia nghiện ngập xì ke, rồi ngồi internet thì giang hồ mạng, rồi ngồi tù mất 1 tỷ. Mà một người mẹ độc ác mọi rợ mang di côn đồ, một người mẹ súc sanh không tánh người, không biết liêm sĩ, một người mẹ thật là ác, không có cái tâm thiện, chỉ bòn rút ăn của lợi dụng, bắt ta làm công cụ để mà kiếm tiền nuôi ngặt mặt cho tới khi chết mà cũng không nhả tài sản. Chết rồi mày còn nắp tài sản của thằng con luôn, ăn hiếp tới như vậy, lợi dụng tới như vậy, độc ác như vậy. Mà mẹ hiền với mẹ tốt, Bồ Tát gì, Bồ Tát nào mà đẩy con vô vòng lao lý tù tội mà vẫn tiếp tục ngồi đó ủng hộ thằng con, rồi đẩy thằng con ngồi tù mà không biết lo cho thằng con, chỉ lợi dụng tiền, chỉ biết ở bên cạnh thằng con để biết những cái quyền lợi cho bản thân. Mẹ như vậy là cái lũ độc ác mà ở Mỹ này á, mà truy tố ra biết ngồi tù bao nhiêu năm nữa. Làm mẹ mà không lo cho con độc ác, lợi dụng con nắm tiền nắm bạc, ăn ké ăn bát, sống làm của nợ làm bóc ma, không biết liêm sĩ, không biết nhục. Trong cái đó tôi là một người ở bên Mỹ này còn thấy thương xót, mà tôi đi theo tò tò, tôi làm cái chị ba cực khổ như một người mẹ chằn chằn thứ hai, thì nói tiếng quát ngăn cản đâm thọt hãm hại chia rẽ, hại thằng con ngóc đầu không lên, dạy thằng con tầm bậy tầm bạ. Cái loại người mẹ như vậy có đáng chửi thề văng tục vô mặt không, có tôn trọng không, có nên chửi không, có thể nào mà tôn trọng không? Ai nói là tôi bậy, ai nói cái miệng tôi là sai, ai nói tôi là người khẩu nghiệp, ai nói là tôi là con mất dạy? Một cái sự trước tay gai mắt, làm mẹ mà có giáo dục, mà có cái nền tảng gia đình mà đạo đức tốt của một người mẹ hiền. Mẹ hiền nào bà ngồi để con mở động giang hồ, mở động cầm tú, động đỉ, động mất dạy, động xì keo chích, động dâm đệ, động mà kêu bằng rác xã hội. Mà trong cái đó sống cái nghề là nghề về nghệ thuật hả, cái nghề là nó về nghệ thuật, về nhạc, sản phẩm nhạc, nó dứt vô thuần phong mỹ tục, mà bị đọc bị người nói chuyện đạo đức dạy đời dạy khôn, bắt lỗi người khác, chỉ tay năm ngón chỉ lệnh là người khác phải sống tốt, sống đạo đức. Mà cái đạo đức nào mà đi mở cái phòng giang hồ, đạo đức gì mà ngồi đó ăn rồi tối ngày lên sân si với đám giang hồ mạng, tranh giành với giang hồ mạng, lấy quyền lực làm giang hồ mạng, quyền lực rẻ tiền, quyền lực bệnh hoạn bẩn thỉu, ngồi xòe tay sống xòe tay lấy được cái đồng tiền mà không có lao động, mà chỉ chửi nhau xúc phạm nhau. Những cái đồng tiền bốc đồng lên tung hức, mắt người này chửi người kia xúc phạm người đó để làm của mình để ăn hưởng. Cái loại người như vậy độc ác như vậy mà Bồ Tát cái gì? Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát chỗ nào? Cái nghề là một ca nhạc sĩ thì phải thuộc về nghệ thuật, thuộc về sân khấu, thuộc về một cái room hiền, room văn hóa, chứ không phải là một cái room ăn chơi thác loạn rồi bị tẩy chay, bị lên án. Mà luật pháp đã lên án, đã kêu lên làm việc, đã mất 1 tỷ, đã đóng tiền phạt chung chi cho công an, cho chính quyền ở Việt Nam dần có năng chức đào tật đó.
Như vậy thì Bồ Tát gì? Bồ Tát gì mà ăn là tốt thời gian hùng hạn? Bồ Tát gì mà ăn rồi tối chạy sơn si, đặt vào cái kênh của tôi. Lời thật thì mít lòng, lời hay thì khó nghe, lời đúng quá thì thù ghét. 5 giờ 22 phút buổi chiều giờ Hoa Kỳ, 24 tháng 3, 2024. Tôi trả lời đó, hỏi tại sao mà tôi chửi thầy văn tục, tại sao mà tôi rầy tôi la. Cả chục năm nay tôi không tiếc một câu nào. Một người mẹ tốt nào mà đẩy thằng con mà ăn rồi tối ngày cặp đầu vô rượu chè trầm cảm ở ngồi đó, rồi giờ thuốc lắc nghiện ngập, bay nhảy gái gú, rồi còn nhập vào trong cái nghề ở nghiệp, chỗ ăn chỗ ở chỗ sự nghiệp. Làm mẹ gì mà bê bối, làm mẹ gì thất trách, làm mẹ gì mà ích kỷ, không phải là cái tâm độc ác hả? Còn không chịu à? Để con mà không nuôi được thì đừng có đẻ. Để con ra đã không nuôi còn ăn bám, còn lợi dụng, bắt làm công cụ. Suốt đời tới 50 tuổi đầu cũng còn bắt hầu hạ nuôi, bóc lột sức lao động, ngóc đầu không lên. Lỗi đó là mẹ gì? Cha mẹ gì? Mà ăn rồi tối lại làm gánh nặng cho con. Nằm dạ, lợi dụng, còn giật dây cổ suý nấp đầu, làm ra vẻ quyền lực, ngồi trên đầu, đã ăn bát mà còn ngồi trên đầu ăn hiếp thằng con nữa. Cái loại mẹ như vậy đủ mẹ, đủ má, có đúng không, vô mặt đúng không? Muốn cái gì hỏi thẳng tôi là tôi nói cho bà nghe. Bộ tiền làm không mệt hả? Tiền chùa phi đi ăn cướp hả, đi lừa đảo hay sao vậy? 1 tỷ còn không nhiều tiền hả? 1 tỷ tiền Việt Nam đồng, bộ tưởng dễ có đó mà. Rồi sống tự nhiên đang yên lành là muốn ngồi tù vì một cái mã xã hội, muốn đâm đầu vô ngồi tù.